Nam Quốc Hà Nội ngoại thành Mê Linh huyện Tây Lân xã Thanh Vân thôn. Hôm nay là ngày mồng 2 tháng 8 năm Đinh Dậu niên. Bái Vu Đà Sứ Cư Thượng Phục Phật Thánh Hiền Lễ Cúng Truy Hồn Thu Thiên Tiến Lễ Thỉnh Phật Tuyên Kinh Tu Trai Bái Sám Báo Nghĩa Độ Cho Quả Vong Lễ Cúng Phục Hồn Cho Tân Vong Cụ Đỗ Công Tử Cung Trần Lâm Giờ Phá Đỗ Tổ Tiên Cầu Âm Chiêu Đông Khánh Dẫn Nhi Vong Lợi Nhi Sự Kim Thần Tiến Chủ Lễ Ai Phu Cụ Đỗ Thị Khương Cùng Các Con Nam Tử Đỗ Văn Phúc Đỗ Văn Sức Đỗ Văn Khỏe Con Hôn Tử Đỗ Thị Mừng Nguyễn Thị Thứ Trịnh Thị Hòa Con Nữ Tử Đỗ Thị Nương Đỗ Thị Phương Đỗ Thị Hòa Con Tế Tử Trần Văn Luân Cao Văn Vững Cùng các con cháu Tôn Hôn Tế Tử Cùng các cháu nội ngoại Hợp đồng toàn gia đại tiểu đẳng Nước can tam bảo khu vi thành Phục vĩ chính tiến Vong linh hồn cụ Đỗ Công Tử Phúc Trần Phương hồn chân linh Nguyên mệnh sinh cư bính dần Sinh hưởng thọ dương quang cửu thập Nhị tuế đại hạn Hồi 3 giờ 20 phút Ngày mồng 1 tháng 8 Năm Đinh Dậu niên Bái Vu Gia Sứ Cư Thượng Phụng Phật Thánh Hiền Lễ Cúng Truy Hồn Thu Thiên Tiến Lễ Thỉnh Phật Tuyên Kinh Tu Trai Bái Sám Báo Nghĩa Độ Cho Cụ Vong Lễ Cúng Phục Hồn Cho Tân Vong Cụ Đỗ Công Tử Phúc Trần Lâm Giờ Phá Độ Tổ Tiên Cầu Âm Chiêu Dương Cảnh Dẫn Vong Lợi Là Sự Kim Thần Tiến Chủ Lễ Ai Phu Cụ Đỗ Thị Phương Cùng Các Con Nam Tử Đỗ Văn Phúc, Đỗ Văn Sức, Đỗ Văn Khỏe Con Hôn Tử Đỗ Thị Mừng Nguyễn Thị Thứ Trịnh Thị Hòa Con Nữ Tử Đỗ Thị Nương Đỗ Thị Phương Đỗ Thị Hòa Con Tế Tử Trần Văn Luân Cao Văn Vững Cùng Các Cháu Tôn Hôn Tế Tử Cùng Các Cháu Nội Ngoại Hợp Đồng Toàn Gia Đại Tiểu Đẳng Ngưỡng Ở Can Tam Bảo Khu Lịch Vi Thành Phục Vĩ Chính Tiến Vong Linh Hồn Cụ Đỗ Công Tử Phúc Trần Hương Hồn Chân Linh Nguyên Mệnh Sinh Cư Bính Dần Sinh Hưởng Thọ Dương Quang Cửu Thập Vị Tuế Đại Hạn Hồi 3 giờ 20 phút Ngày mồng 1 tháng 8 năm Đinh Dậu niên Nam Mô Tất Cát Ni Đoá Y Mông A Di Đà Bà Lộ Cát Đế Thất Phật Gia Năng Bà Gia Nam Mô Đà Đà Cổ Chỉ Hế Y Ma Đà Bà Lộ Đà Ta A Mê Tát Bà Tha Đầu Thông Bằng A Thẻ Đừng Tát Bà Bà Đà Ma Đà Bà Đà Ma Đắc Đầu Tát Kiệt Tha Đà Bà Đà Năng Chi Bát Vạn Kim Cương Đà tịnh độ Bồ Tát Ma Ma Tát Đà Có Phật Tích A Ca Nang Tiếp Tạ Có Phật Quan Âm Hiếu Có Phật Thế Đà Chi Bảo Đức Tận Đôi Dương Tịnh Nghi Về Đề Nặng Cha Đã Thác Quyền Linh Tu Tốt Ở Đám Quân Quan Thì Bởi anh ăn đoàn giải ra cử như đời dạy thực là Khôn như A Thiên cùng người biết đâu nắng mưa
ở quán cùng cầu cha đã phú quý sang giàu một thì con gian huyện chúa thiêu quý càn khôn giới cha đất mẹ sinh tử ví hồn làm che đốn đứng phần dân chả biết khi sống khi chết có dạy mới không cho bóng phải thông à mình sinh chi an hạnh thực người là thánh cầu khôn làm thính còn nghe hiền nhân học chết phải dẫn đường những tài quân vương còn nghe thầy tớ nêu tuấn cũng có cầu huyền chư à phật đón đi à vong linh về đến bảo đài nhớ đến mọi lời tỏ tường minh bạch sống cả có đường thảnh nói thảnh thì vong linh ngồi ấy à cầu phật giới đỗ chân cầu ấy cầu quỷ lộ rẻ luôn hồi cho à thuộc núi vàng tiền vàng ba non tới à lưu ly đỗ thuyền không phật cho đến đấy to tuồng hồn chớ bức giá nữa hạ vong về đến lưu ly phật vong dân đón tiếp hồn về mãi hạ tây phương sáu phật đã hay tự nhiên hân hân là linh thần hay hết vong dân nguyện hạnh thanh hạ tây hỏi rằng biết tên phật chăng tam đức hỏi qua rằng ai đi đâu đấy vong nhân thưa than hỏi vong nhân thưa thưa biết vong linh hồn cha cũ không được phúc trần về pháp bùa đập còn nghe mọi người ta nói à một kia dấu rằng hồn ở gần xa đi về tái nguyện vong linh phù đỗ công tử phúc trần và phù nhập thiên địa vong linh thông thiết u hoài hướng du hậu tài bùi chi nghe đức thầy triệu thịnh thiếu chủ đỗ văn xuất đầu thành cung quy thượng hương chi nguyện lần ra thiết vong linh hồn cha phù đỗ công tử phúc trần và phù nhập giao sơn giá triều báo vũ nhị mộ tùy vân chi tâm tam triệu sơn chuyên quyên cách hồn bách lưu minh thức yên thức tán cả tâm việt là mộng hồn phi tuyên đài phân tán vi vu ngưỡng bằng sứ giả dẫn thiết vong linh hồn phù qua đỗ công tử phúc trần về phù nhập hóa phan chủ hỏi cha hãy lại nhập mà ở phan đi đoá y mong a ni ra ba lộ ca đế tất phật ra năm bà ra nam mô na đa cử chỉ hế y ma ra ba lộ đa ta mê ta bà tha đầu thông bằng a thể rừng tát bà ta đa ma ra bà ra ma lắc đầu các việc tha ta bà ra nam mô đớn linh hồn bồ tát ma ma tát hỡi hỡi vong linh hồn phụ đỗ công tử phúc trần ơi u tam linh hồn chi bất chi văn ngô hồ triệu phó lại là thì hồn hồn tông thoát kim cương cốt phách phách lai hoàng bát giả y vĩnh kiếp bớt ma huyền diệu thể trường tôn như thị trúc quang huy cảnh pháp tư hô minh triều cảnh giám lâm thần vi bảo tôn nhi đại khai chí kinh linh chư phật thước phá hồn cùng gian đã an tình nhớ tính liệu nhiều thiêu bách ước lục trần thanh tịnh chớ ứng viên minh ngã kim quán mục thư chân linh tạo tình lục căn tính vị minh
Kính thưa hương hồn mù đỗ ngọc trần, kính thưa gia đình đỗ đủ, đoàn viếng gia đình họ Nội, biết tin cụ 250 về với tổ đường, đoàn viếng có nén nhang đến trước hết để kính viếng hương hồn cụ, sau để chia buồn với gia đình, để tỏ lòng thương tiếc. Kính viếng cụ, đoàn viếng xin dành một phút mặc niệm, một phút mặc niệm cụ bắt đầu. Các tổ chức xin cảm ơn các bạn và xin mời. Con bé thơ ba bồng ba bé nâng niu, con cưỡi trên lưng ba làm con ngựa nhông nhông. Một nắng hai mưa gia đình ba gánh hai vai, cho mẹ cho con cho cả cuộc đời. Con nhớ xưa ba thường đưa con đến lớp, ba dạy cho con tiên là học lễ, hậu là học văn. Ngồi suốt đêm thâu những lần con ôm con đau, ba dạy cho con nhân nghĩa của đời. Ba là dân Thái Dương rồi cho con bước đường tương lai, ba là ngọn núi cao che bao vùng sương gió đời con. Thầy dắt con dạy cho con tấm lòng nhân ái, ba là một tấm gương trong sáng dù năm tháng tàn phai. Theo ngày tháng trôi lưng ba còng mắt kém tay rung, ba cõng trên lưng bao nhọc nhằn mưa nắng cuộc đời. Còn đó trong con những ngày thơ ấu qua mau, ơn mẹ công ba nuôi nâng đời. Ba tôi không có giọng ru ngọt ngào như mẹ, không ôm tôi vào lòng những lúc tôi hư. Nhưng ba lại có một đôi tay vững chắc, một sức mạnh phi thường, nên đỡ cho con trong cuộc đời đầy phong ba bão táp. Rồi cho con bước đường tương lai, ba là ngọn núi cao che bao vùng sương gió đời con.
dạy cho con tấm lòng nhân ái. Ba là một tấm gương trong sáng dù năm tháng tàn phai. Theo ngày tháng trôi lưng ba còng mắt kém tay rung ba còng trên. Chi hội cựu chiến binh Thanh Vân chú ý bốn là ngang đó bắp rồi tất cả chú ý nghĩ được kính thưa thương một đồng chí Đỗ Ngọc Trần, kính thưa gia đình hiếu chủ. Tôi xin trân trọng giới thiệu hôm nay về dự lễ truy điệu cho đồng chí Đỗ Ngọc Trần và đồng chí Nguyễn Đức Thắng là chủ tịch hội cựu chiến binh xã Thanh Lâm và đồng chí Nguyễn Xuân Lai là phó chủ tịch hội cựu chiến binh xã Thanh Lâm. Tôi xin trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Đức Thắng, chủ tịch hội cựu chiến binh xã Thanh Lâm lên thắp cờ lương. Và phủ quân kỳ cho đồng chí Đỗ Ngọc Trần, tôi xin trân trọng giới thiệu đồng chí Lê Huy Đắc là chi hội trưởng chi hội cựu chiến binh Thanh Vân lên đọc quyết định phủ quân kỳ cho đồng chí Đỗ Ngọc Trần. Hội cựu chiến binh Việt Nam, hội cựu chiến binh xã Thanh Lâm. Thanh Lâm ngày 21 tháng 9 năm 2017, căn cứ vào nghị định số 62/2001/NĐ-CP ngày 12 tháng 9 năm 2001 của Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thông tư liên tịch số 114/2005/TTD-TLT-QP-VN ngày 1 tháng 8 năm 2005 của Bộ Quốc phòng, Bộ Nội vụ và hướng dẫn số 147/TTD-CCPVN của Ban Chấp hành Trung ương Hội Cựu Chiến binh Việt Nam quyết định về việc tổ chức lễ tang đồng chí Đỗ Ngọc Trần, hội viên cựu chiến binh Việt Nam. Điều 1, cử đồng chí Lê Huy Đáp chức vụ ủy viên Ban Chấp hành Hội Cựu Chiến binh xã Thanh Lâm, chi hội trưởng Hội Cựu Chiến binh thôn Thanh Vân vào ban lễ tang. Các bạn ghi vô cùng thương tiếc đồng chí Đỗ Ngọc Trần, hội viên cựu chiến binh Việt Nam từ trần, sao cho chi hội cựu chiến binh thôn Thanh Vân tổ chức một đội danh dự để phủ quân kỳ lên linh cứu, túc trực bên linh cứu trong lễ truy điệu và tiến đưa đồng chí Đỗ Ngọc Trần về nơi an nghỉ cuối cùng. Điều 2, đồng chí Lê Huy Đáp và chi hội cựu chiến binh thôn Thanh Vân có trách nhiệm thi hành quyết định này. Thay mặt Ban Chấp hành cựu chiến binh xã Thanh Lâm, chủ tịch Nguyễn Đức Thắng đã ký. Muốn đồng chí được phân công phủ quân kỳ cho đồng chí Đỗ Ngọc Trần. Tiến lên phía trước. Bốn đồng chí tổ tiêu binh chú ý nghiêm lễ phủ quân kỳ cho đồng chí Đỗ Ngọc Trần bắt đầu. Thank you.
Hội Cựu Chiến binh thôn Thanh Vân được ông Đỗ Văn Sức đại diện cho gia đình báo tin buồn. Đồng chí Đỗ Ngọc Trần là hội viên Cựu Chiến binh Việt Nam đang sinh hoạt tại Chi Hội Cựu Chiến binh thôn Thanh Vân, là người cha kính yêu của ông. Sau một thời gian lâm bệnh nặng, mặc dù đã được các thầy thuốc tận tình cứu chữa, đã được các con cháu anh chị em trong gia đình hết lòng chăm sóc phụng dưỡng, đã được tổ chức ban ngành đoàn thể ở địa phương, bà con hàng xóm thăm hỏi động viên. Song vì bệnh nặng, tuổi cao, sức yếu nên đồng chí không qua khỏi được. Đồng đã tạm thế hồi 15:20 ngày 20/9/2017, tức ngày 1/8 Đinh Dậu, hưởng thọ 92 tuổi. Trong giờ phút tiếp thương vô hạn này, chúng tôi đại diện cho toàn thể hội viên Cựu Chiến binh thôn Thanh Vân đứng trước vong linh đồng chí. Chúng tôi đã làm lễ phủ quân kỳ các đồng chí và cử đội tiêu binh đứng tiếp tục bên linh cữu đồng chí. Giờ đây cho phép chúng tôi xin nói lời kính biệt đồng chí và tỏ lòng thương tiếc vô hạn tới hương hồn đồng chí, đồng thời cho chúng tôi có lời chia buồn chân thành sâu sắc tới gia đình ông Đỗ Văn Sức. Trong giờ phút mất mát đau thương này, chúng tôi xin phép được nhắc lại tóm tắt tiểu sử của đồng chí. Đồng chí Đỗ Ngọc Trần sinh năm 1926 tại thôn Thanh Vân, xã Thanh Lâm, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội, trong một gia đình thần nông giàu truyền thống cách mạng. Nghe theo tiếng gọi của Đảng, của dân tộc, năm 1947, đồng chí nhập ngũ vào bộ đội địa phương huyện Yên Lãng. Qua nhiều trận chiến đấu chống cảm cũng như nhiều nhiệm vụ khác trên giao, đồng chí đều hoàn thành xuất sắc. Năm 1951, cơ sở hoạt động bị lộ, đồng chí bị địch bắt và bị giam cầm tra tấn, nhưng đồng chí vẫn kiên cường chịu đựng. Vì không đủ chứng cứ nên đến tháng 6 năm 1952, đồng chí được ra tù. Khi được ra tù, đồng chí lại tiếp tục hoạt động ở bộ đội địa phương huyện Yên Lãng. Đến tháng 10 năm 1954, đồng chí được phục viên về địa phương. Với bản chất là người năng nổ, linh hoạt, đứng đắn, đồng chí luôn chấp hành tốt mọi chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tham gia và hoàn thành tốt liên tục công tác ở địa phương, được đảng tin dân mến. Lên đến tháng 7 năm 1966, đồng chí được trở thành đảng Việt Nam Quang Vinh và vinh dự được nhận huy hiệu 50 năm tuổi đảng. Đồng chí được chính phủ tặng một huân chương kháng chiến chống Pháp hạng nhất, một huân chương kháng chiến chống Mỹ hạng nhì, một giấy chứng nhận người có công bị địch bắt tù đầy, một kỷ niệm chương Cựu Chiến binh Việt Nam. Kính thưa hương hồn đồng chí Đỗ Ngọc Trần, đồng chí mất đi là một tổn thất không thể bù đắp được. Gia đình đồng chí mất đi một người chồng, người cha, người ông, người phụ nhất mực yêu thương. Bà con dân làng hàng xóm láng giềng mất đi một người hàng xóm tốt. Hội Cựu Chiến binh mất đi một hội viên tiên tiến. Hội người cao tuổi mất đi một hội viên gương mẫu. Xong biết làm sao được, vì đó là quy luật sinh tử của con người mà các cụ ta đã có câu: sinh lão bệnh sinh quý tử sống người khác về. Giờ đây đứng trước vong linh đồng chí, chúng tôi những hội viên Cựu Chiến binh, những hội viên Cựu Chiến binh thôn Thanh Vân xin hứa với linh hồn đồng chí sống đoàn kết gương mẫu trong mọi lĩnh vực công tác, thương yêu giúp đỡ đồng đội trong mọi lúc khó khăn để cùng tiến bộ, xây dựng Chi Hội Cựu Chiến binh thôn Thanh Vân trong sạch vững mạnh,
Đây cũng là mong ước của đồng chí trước lúc đi xa. Trước giờ phút vĩnh biệt đau thương này, anh em đồng chí chúng tôi cầu mong cho hương hồn đồng chí nơi xuống vàng êm đềm giấc ngủ ngàn thu, hương hồn luôn được an lành siêu thoát bát mẻ, phù hộ cho gia đình con cháu nơi xuống luôn được bình an hạnh phúc. Một lần nữa chúng tôi xin được chân thành chia buồn thấm thiết nhất tới gia đình ông Đỗ Văn Sách và gia đình Cao Dũng, để tỏ lòng thương tiếc đồng chí Đỗ Ngọc Trần, tôi đề nghị chi hội dành một phút mặc niệm đồng chí, một phút mặc niệm, bắt đầu. Gia đình hiếu chủ cho anh em đồng chí chị ở trong chi hội cựu chiến binh Thanh Vân đi vòng quanh linh cữu cụ đồng chí Đỗ Ngọc Trần lần cuối, xin kính mời đồng chí. Hàng xóm chúng cháu có nén hương thơm
đến để thăm hỏi và chia buồn cùng với gia đình. Trước giờ phút mất mát đau thương này, chúng cháu không biết nói gì hơn. Xin phép gia đình được một phút mặc niệm, bắt đầu. Thưa cha mẹ, con xin gửi đến cha mẹ những lời nói từ trái tim mà con ấp ủ bấy lâu. Càng lớn lên, con càng hiểu rằng công ơn tình thương cha mẹ dành cho con sâu đậm bao nhiêu. Những tháng ngày gian nan cực khổ, mẹ cha nuôi con khôn lớn, con luôn ghi nhớ mãi suốt đời. Con vì con lạy mẹ cha, ơn cha nghĩa mẹ con. Gian nan nuôi đàn con khôn lớn nên người, ân tình sâu đậm mẹ cha thương con vô bờ vô bờ. Công cha như núi cao vời, nghĩa mẹ như nước biển khơi dài. Những đêm lạnh giá trao con dưới ấm trong lòng nhớ, những ngày con ốm đau mẹ thương con thức trắng đêm thâu. Nay con về đây lại mẹ cha, đêm ngày mong chờ tin con quỳ con lạy mẹ cha, ơn cha nghĩa mẹ con đời được là bao. Bây giờ con đã về đây, nhưng mẹ cha nơi chinh suối chân mây, ơn sâu nghĩa nặng là đây, con luôn ghi nhớ trong lòng. Đảm con chữ hiểu ghi đầu, ơn cha nghĩa mẹ khắc sâu trọn đời. Nhớ
con ốm đau, mẹ thương con thức trắng đêm thâu. Nay con về đây bao năm ngược xuôi, bôn ba thăm lại mẹ cha, đêm ngày mong chờ tin con nguyện con lạy mẹ cha, ơn cha nghĩa mẹ con đời được là bao. Bây giờ con đã về đây, nhưng mẹ cha nơi chinh suối chân mây, ơn sâu nghĩa nặng là đây, con luôn ghi nhớ trong lòng. Đạo con cứ hiểu đi đâu, ơn cha nghĩa mẹ khắc sâu trọn đời. Làm con nhớ đến cha, như bao đêm vắng nhà, lòng luôn nhớ thương cha. Nhớ những dấu yêu thuở nào bên căn nhà ấm êm, và nhớ những đêm trăng về cha dắt con đi dạo chơi. Năm con lên 90 cùng với chiếc xe đạp xưa, cha đưa con đến trường bằng hơi ấm tình thương. Nhớ những hôm mưa lạnh, sợ con ướt run trên đường xa, và cha khẽ ôm con vào lòng bảo rằng sợ chi mưa gió. Những tháng năm tuổi thơ con mãi không quên, với biết bao nồng ấm con vẫn nhớ.
thương cha. Nhớ những dấu yêu thuở nào bên căn nhà ấm êm, và nhớ những đêm trăng về cha dắt con đi dạo chơi. Năm con lên 90 cùng với chiếc xe đạp xưa, cha đưa con đến trường bằng hơi ấm tình thương. Nhớ những hôm mưa lạnh sợ con ướt run trên đường xa, và cha khẽ ôm con vào lòng bảo rằng sợ chi mưa gió. Những tháng năm tuổi thơ con mãi không quên, bởi biết bao nồng ấm bên cha dấu yêu. Những phút giây ngày ấy mãi vẫn còn đây, cha gian nan ngày đêm nuôi con lớn khôn. Cha ơi cha dấu yêu, con luôn thương nhớ cha. Cha ơi cha dấu yêu, trọn đời con vẫn nhớ. Những tháng năm tuổi thơ con mãi không quên, với biết bao nồng ấm bên cha dấu yêu. Những phút giây ngày ấy mãi vẫn còn đây, cha gian nan ngày đêm nuôi con lớn khôn. Cha ơi con mãi nhớ đến cha. Cha ơi con luôn nhớ thương cha. Cha ơi con mãi nhớ đến cha. Cha ơi con luôn nhớ thương cha.
tôi xin được làm lời tiếng xin trân trọng giới thiệu đồng chí Hoàng Quốc Doanh, ủy viên ban thường vụ đảng ủy, chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc xã Lê Thanh Giang. Là đối tượng bị tù đầy trong chiến tranh do tuổi cao sức nghiệp căn bệnh của chiến tranh tái phát, tù đã tạm thuế về với tổ tiên. Đoàn đại biểu thay mặt cho đảng ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc, các ban ngành đoàn thể xã Thanh Tâm xin dân được dân một hoa tươi, nén nhang thơm, kính viếng hương một cụ và chia buồn cùng với tang gia quyến. Để tỏ lòng thành kính trước tinh thần của cụ, đoàn chúng tôi xin phép dành một phút mặc niệm bắt đầu.
Kính thưa Hương Hồn Cụ Đỗ Ngọc Trần, kính thưa gia đình trang chủ cùng toàn thể nhân dân, ban chấp hành một người cao tuổi xã Thanh Lâm nhận được tin Cụ Đỗ Ngọc Trần, hội viên một người cao tuổi thôn Thanh Lâm, do tuổi cao sức yếu cụ đã thế hưởng thọ 92 tuổi. Thay mặt ban chấp hành một người cao tuổi xã Thanh Lâm, chúng tôi đến kính viếng Hương Hồn Cụ và chia buồn cùng với gia quyến tăng chủ. Trước giờ những việc vụ, chúng tôi xin dành một lòng niệm phút vật niệm bắt đầu.
cha khẽ nói: này con yêu ơi, con hãy nhớ, hãy nhớ lời cha sống cho nên người, và con ơi chớ bao giờ dối gian. Nghèo thì cho sạch, rách sao cho thơm. Những lời của cha năm xưa con nguyện ghi sâu trong tim. Cha ơi, cha già dấu yêu, cha dấu yêu, công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Con còn nhớ mãi những năm tháng cơ hàm cực khổ đã nuôi con khôn lớn. Có những đêm ngủ lạnh, cha sưởi ấm con trong vòng tay yêu thương. Cha dạy con biết bao điều. Giờ đây con đã lớn khôn, tình cha nghĩa mẹ suốt đời con không bao giờ quên. Và con nhớ mãi những ngày tháng qua, kỷ niệm năm nào khó phai trong lòng. Nhớ hoài tuổi thơ bên cha, gian khổ ngày đêm chăm lo, mong muốn con được lớn khôn. Còn nhớ những ngày ấy, những đêm trường giá lạnh, và cha nằm mơ rách sao cho thương. Những lời của cha năm xưa con nguyện ghi sâu trong tim. Cha ơi, cha già dấu yêu. Những lời của cha năm xưa con nguyện ghi sâu trong tim. Lời của cha năm xưa con nguyện ghi sâu trong tim. Cha ơi, cha già dấu yêu. Những lời của cha năm xưa. Xin trân trọng kính mời ông đàn lên thắp hương ạ. Kính thưa Vương Hồn, cụ Đỗ Ngọc Trần, kính thưa hai giới các cụ, kính thưa toàn thể nhân dân, kính thưa gia đình trang chủ, chúng cháu là bà con hàng xóm của đội năm, cùng hàng xóm với cụ biết tin cụ 250 về với tổ đường, bà con hàng xóm đội năm có nén hương thơm đến kính viếng Vương Hồn cụ và có lời chia buồn sâu sắc tới gia đình để tỏ lòng thương thúc cụ. Cho phép bà con hàng xóm của đội năm xin một phút vàng nghiệp, một phút vàng nghiệp bắt đầu. Gia đình xin cảm ơn bà con hàng xóm đội năm, xin mời toàn thể bà con hàng xóm đội năm ra ăn cầu và uống nước. Kính thưa Hương Hồn cụ
chị em chúng cháu ở xóm Tân, hàng xóm với ông Phúc và Mừng hôm nay nhận được tin cụ 250 về với tổ đường. Chị em chúng cháu đã có lén nhang đến để thỉnh tuyên hương hồn cụ và chia buồn cùng với gia quyến. Và giờ đây chị em chúng cháu đã đứng trước vong linh của cụ. Chị em chúng cháu chỉ một phút mặc niệm, một phút mặc niệm bắt đầu. Gia đình xin cảm ơn và mời toàn thể bà con ra bàn ăn cầu cúng nước. Thank you.
Kính thưa hương hồn cụ vong, kính thưa hai giới các cụ, kính thưa các quý vị quan khách xa gần, kính thưa gia đình tang chủ cùng toàn thể nhân dân, chi hội người cao tuổi thôn Thanh Vân chúng tôi vô cùng xúc động nhận được tin của ông Đỗ Văn Sức cho biết cụ Đỗ Ngọc Trần là hội viên hội người cao tuổi thôn Thanh Vân do lâm bệnh không qua khỏi. Cụ đã tư nhiên vào hồi 15:20 ngày 20 tháng 9 năm 2017, tức ngày 1 tháng 8 âm lịch. Cụ hưởng thọ 92 tuổi. Hôm nay chi hội người cao tuổi thôn Thanh Vân chúng tôi đến để kính viếng hương hồn cụ và chia buồn với toàn thể gia đình tang chủ. Để lễ viếng được bắt đầu, tôi xin trân trọng giới thiệu hai bà lên tiến lễ. Xin kính mời hai bà. Hôm nay
luật đạo hóa sinh khí tử quy trong người khí sát về trước linh hồn cụ. Chúng tôi xin hứa học tập và noi gương tinh thần của cụ để tuổi già còn lại của chúng tôi được sống vui, sống khỏe, sống hạnh phúc, sống có ích cho bản thân, gia đình và xã hội. Vĩnh biệt cụ hôm nay ngày 21 tháng 9 năm 2017, tức ngày 2 tháng 8 năm Đinh Dậu. Khi hồn người cao tuổi thôn Ninh Vân, chúng tôi đến trước linh tràng cụ, có nén nhang thơm, có mâm hoa quả và bức chương, kính viếng hương hồn cụ và cầu mong cho cụ về cõi vĩnh hằng được an giấc hạnh phúc. Đồng thời chúng tôi cũng xin có lời chia buồn sâu sắc nhất với gia đình đang chủ. Đoàn viếng chúng tôi xin một phút mặc niệm cụ, một phút bắt đầu. Ơi vô vọng ơi,
âm thầm pha nhau. Hương hoa biến Thank you.
bây giờ cụ đã lấy tiền mà quy tiền, cụ cho con cháu thiên nhiên, thiên nhiên thọ tràng, cụ phù hộ cho dân tử trong nhà làng, già thì mạnh khỏe, trẻ thì thank you.
Vâng, biết tin cụ 250. Hồi cảnh tâm nhắn hương thơm đến thăm vong linh cụ và kính viếng hương hồn cụ. Tôi xin giới thiệu cụ nhân lên thắp hương, xin viếng cụ một chứng tôi giới thiệu và ô con ơi à, chúng tôi đến đây mà thấy ngâm mà vui, dâng hương viếng cụ tuổi vàng, tuổi vàng biển ai. Ôi cụ mong ơi à, chữ rằng sinh khi ấy quỳ mà tử ca quỳ, ai ai cũng phải đi về, đi về cõi ân. Bắt đầu.
Cha yêu thương nói mong sao con không lạc lối, nhưng con vô tư nào biết trái tim cha già lo cho con bao tháng năm gian nan. Hôm nay cha đâu còn nữa, con nghe bơ vơ một cõi trăm năm, con không còn được thấy bóng cha trong đời, ôi bao nhiêu tiếc nuối không nguôi. Nhớ bóng dáng với ánh mắt ấy thấm bao giọt mồ hôi ướt đẫm nhưng chưa hề, để cho đời con có sức ngủ êm đềm trong ký niệm. Tuổi thơ này đã qua, vòng tay cha mãi xa, còn đâu bao tiếng ca đêm đêm ai cho con lời hiền hòa. Nhớ những lúc con hư, để nước mắt cha rơi nhiều, rồi hôm nay mới hay đã xa người muôn đời. Tuổi thơ này đã qua, vòng tay cha mãi xa, còn đâu bao tiếng ca đêm đêm ai cho con lời hiền hòa. Những ký ức bên cha sẽ mãi mãi không xa rời, dù mai con bước đi lãng du về phương nào vẫn nhớ cha một đời. Xưa cha yêu thương nói mong sao con không lạc lối, nhưng con vô tư nào biết trái tim cha già lo cho con bao tháng năm gian nan. Hôm nay cha đâu còn nữa, con nghe bơ vơ một cõi trăm năm, con không còn được thấy bóng cha trong đời, ôi bao nhiêu tiếc nuối không nguôi. Nhớ bóng dáng với ánh mắt ấy thấm bao giọt mồ hôi ướt đẫm nhưng chưa hè, để cho đời con có giấc ngủ êm đềm trong kỷ niệm. Tuổi thơ này đã qua, vòng tay cha mãi xa, còn đâu bao tiếng ca đêm đêm ai cho con lời hiền hòa. Nhớ những lúc con hư, để nước mắt cha rơi nhiều, rồi hôm nay mới hay đã xa người muôn đời. Tuổi thơ này đã qua, vòng tay cha mãi xa, còn đâu bao tiếng ca đêm đêm ai cho con lời hiền hòa. Những ký ức bên cha sẽ mãi mãi không xa rời, dù mai con bước đi lãng du về phương nào vẫn nhớ cha buồn. Tuổi thơ này đã qua, vòng tay cha mãi xa, còn đâu bao tiếng ca đêm đêm ai cho con lời hiền hòa. Kính thưa hương hồn phù vong, kính thưa ban tổ chức lễ tang cùng hai giới các bộ, thưa gia đình hứa chủ, thưa toàn thể nhân dân, chúng cháu là hồn đồng tâm đồng vốn của Bác Luân Thương Đẹp Quốc, gái con rể của cụ. Được tin cụ 250 về với tổ đường, anh em chúng cháu có vòng hoa tươi và nhánh hương thơm đến để thắp hương kính viếng đưa hồn cụ và chia buồn sâu sắc nhất cùng với gia đình, để tỏ lòng thương tiếc cụ. Cho anh em chúng cháu xin một phút mặc niệm. Một phút mặc niệm được bắt đầu. Gia đình xin cảm ơn các ông các bà, mời toàn thể các ông các bà ra bàn ăn đầu bốn nước. Kính thưa hồn cụ, kính thưa gia đình tăng chủ, anh em chúng cháu là hàng xóm của cụ, của các con cụ. Hôm nay nghe tên cụ 250 về với tổ đường, anh em chúng cháu có một bụng hoa tươi để hương thơm để kính viếng lên hồn cụ, và xin được chia buồn sâu sắc với gia đình để tỏ lòng thương tiếc cụ. Anh em chúng cháu xin một phút mặc niệm. Một phút bắt đầu.
ơi, để nước mắt cha rơi nhiều, rồi hôm nay mới hay đã xa người muôn đời. Tuổi thơ này đã qua, vòng tay cha mới xa, còn đâu bao tiếng ca đêm đêm mai cho con lời hiền hòa. Những ký ức bên cha sẽ mãi mãi không xa rời, dù mai con bước đi lãng du về phương nào, vẫn nhớ cha muôn đời. Vẫn nhớ cha muôn đời. Lớp đoàn thể tăng và quyến của cụ Đỗ Ngọc Trần, cụ 250 quên Trần đã thế về theo khóc cụ tổ tiên, đã đón đoàn nhạc hiếu quê nhà mang tiếng trống ngọt kèn để phục vụ giấc ngủ hàn thu của cụ từ buổi sáng cho đến bây giờ. Thay lời cho toàn thể các con các cháu tỏ lòng hiếu đạo với cụ, và đêm khuya giờ đây đến giờ đặt thờ cho cụ. Có câu nói rằng trẻ là ma, già làm hồi. Đêm nay là đêm đặt thờ cho cụ. Anh em đoàn nhạc hiếu quê nhà có những tiết mục sau đây. Trước là dâng lên cụ bản kèn chào để đánh thức vong linh hồn cụ dậy. Sau có ba vòng dẻo quang cùng toàn thể các con các cháu bạn nhạc hiếu đi vòng quanh linh cữu của cụ để đánh thức cụ dậy. Sáng ngày mai đưa cụ về nơi đài hóa thân. Công trang như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Dốc một lòng các con kính mẹ thờ cha cho tròn chữ hiếu với là đạo con. Tuần diệu nước cơm, anh em đoàn sẽ đóng hai người con để thuận coi ba hồn bảy vía. Cha ở nơi đâu, cha về hai năm hiến hưởng bữa cơm thường đêm nay. Sống đỏ dương, tháp đỏ âm, anh em sẽ đóng cụ xảo công, đánh mái thuyền rồng thuận ban cho để đưa cụ vong về bên kia bên trúc. Cụ qua bên sông Hải Hà, cụ về bên kia bên trúc cụ đà nghe kinh. Sau đây toàn thể các con các cháu anh em nội ngoại cùng ban nhạc hiếu hướng về chân dung của cô trước ban thờ để dâng lên cô bản kèn chào phút vọng niệm tưởng niệm cô. Xin được bắt đầu. Thank you.
Thank you.
có hay vất vả bằng cha. Cha mẹ mình ngày nay đã được khôn lớn. Cha ơi cha mang cả tấm thân người che chở cho đời bao con. Ai đòn phận cha xin đừng làm cha khóc, đừng để giọt sầu tràn lên mắt cha mẹ không. Ôi cha ơi đến phương tây gây đi các con các cháu lòng đành dựng cha vẫn diều cơn mộng. Cha ở nơi đâu? Cha ơi, cha ở nơi đâu? Cha về trước linh rằng cha chứng quả. Cha mẹ như ánh nắng mặt trời soi cho các con đi muôn đi mà. Cha ơi, mọi tia nắng trên đầu cha mẹ sưởi ấm cho đời các con. Các con đã kính thưa chất linh hồn cha đi dậy. Cha ơi, đi dậy các con không bằng cơm xa mà không sao cần điều đó biết mất. Cha ơi, cha vẫn còn sống ở bên cạnh con. Cha ơi, lời cha đang dịu dàng dạy dỗ trong non. Hôm nay đây cha đã thác về miền nơi âm ỉ này. Cha ơi, linh sáng của cha hôm nay là đông đủ các con trai gái rể sau cùng các cháu nội cháu ngoài trên đầu tam chắc. Cha ơi, lòng này các con có vật gì mới chúc là con trà nghĩa sắm con đèn cộng sinh mi này. Cha ơi, đêm hôm nay đây là đêm cuối cùng vất vả cái đêm mà cha con mình đã phải xa nhau. Ôi cha ơi, các con không muốn cảnh như thế này đâu. Cha ơi, nâng cấm phần diều cha ở nơi đâu? Cha về trước linh sàng cha lay lấp biến đi. Cha phù hộ độ trì cho các cháu các con. Cha ơi, nay con thắp nhang con bái lạy mong linh hồn cha. Cha ơi, đầu mỗi ngày hôm nay thank you.
đều còn chất quý tay con, tay thầy con linh hồn cha không đi chờ. Từ ngày hôm nay thank you.
Thank you.
thiên cung. Giờ là tuần nước tuần châu, các con lại dâng lên đi. Này ơi hỡi vong linh hồn, cha ơi nước quỷ này, vì cha ơi nước này đây là nước trao ơi nước từ sông tay đang tràn vào tới sông con. Ôi trao ơi nước này đầy trên núi trên non, mà nước từ khe suối trong đang tràn đi ra. Nào đâu trai gái về sâu vào đây lấy nước con ta trà, dâng lên thiên cung để mà ta con mời cha đi xây, dâng đường nghi con dâng chầu. Cha ơi cháu có con cha đừng đi, cháu ơi thân đi cháu, để cháu ba đêm đi trong đêm và thấy cánh thơ ấm vào hồi 15:20 ngày 20 tháng 9 năm 2017, tức ngày 1 tháng 8 năm Đinh Dậu, hưởng thọ 92 tuổi. Đồng chí Đỗ Ngọc Trần sinh ngày 11 tháng 1 năm 1926 tại thôn Thanh Vân, xã Thanh Lâm, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội, trong một gia đình nông dân. Khi còn nhỏ, đồng chí sống trong tình thương yêu của gia đình. Khi lớn lên, đồng chí hăng say lao động sản xuất,
gia đình đồng chí cũng như bao gia đình khác sống trong cảnh áp bức bóc lột của chế độ thực dân phong kiến. Đồng chí đã sớm được giác ngộ cách mạng. Năm 1950, đồng chí đi theo cách mạng hoạt động ở vùng Tề, hình thức bán công khai. Năm 1952, đồng chí làm nhiệm vụ cất giấu và đưa đón cán bộ cách mạng. Tháng 3 năm 1952, đồng chí bị địch bắt vào tù. Trước những đòn roi tra tấn dã man của kẻ thù, nhưng vẫn giữ vững khí tiết của người cách mạng, không chịu khuất phục, không hề khai báo lời nào. Đến tháng 7 năm 1954, thực hiện trao đổi tù binh, đồng chí được trở về với đồng đội, về với gia đình. Mùng 7 tháng 6 năm 1966, đồng chí vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam. Thời kỳ miền Bắc xây dựng xã hội chủ nghĩa, chi viện cho tiền tuyến miền Nam, đồng chí hăng hái tham gia các công tác. Năm 1966, đồng chí làm trưởng ban kiểm soát chính trị dân quân. 1967 đến 1968, đồng chí làm phó bí thư chi bộ, kiểm soát trưởng chính trị dân quân và công an viên. 1969 đến 1971 làm phó chủ nhiệm hợp tác xã, công an xã, chính trị dân quân. 1972 đồng chí làm chi ủy viên, chính trị viên trung đội dân quân. 1973 đến 1979 đồng chí làm trưởng kiểm soát, chính trị viên trung đội dân quân. 1980 đồng chí làm tổ trưởng đảng, hội trưởng hội phụ lão, anh vân. Trong suốt quá trình chiến đấu và công tác, đồng chí Đỗ Ngọc Trần luôn giữ vững phẩm chất của người đảng viên, người chiến sĩ cách mạng, không ngại hy sinh gian khổ, chấp hành tốt sự phân công của tổ chức. Dù khó khăn đến mấy thì đồng chí vẫn luôn cố gắng để hoàn thành và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được ra. Do những công lao đóng góp của mình, đồng chí đã được Đảng, Nhà nước, Chính phủ tặng thưởng một huy chương kháng chiến chống Pháp hạng nhất, một huân chương kháng chiến chống Mỹ hạng nhì, một kỷ niệm chương chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đầy, một bảng gia đình vẻ vang và 6 giấy khen các loại của cấp huyện và cấp tỉnh. Trong gia đình đồng chí là người cha của 6 người con, 3 người con trai, 3 người con gái, cùng với người vợ hiền tần tảo nuôi dạy các con nên người. Con của đồng chí đều là những công dân tốt. Đến nay đồng chí đã có 29 cháu nội ngoại và 25 cháu chắt nội ngoại. Đối với xóm làng, đồng chí sống thật thà, giản dị, luôn được bà con yêu mến. Gia đình đồng chí luôn chấp hành tốt chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương. Kính thưa Lương Hồn, đồng chí Đỗ Ngọc Trần, kính thưa toàn thể nhân dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng, toàn dân đang chung sức xây dựng nông thôn mới, cuộc sống từng nhà đã từng bước được nâng lên. Thì đồng chí đã ra đi từ biệt cõi đời về với cõi vĩnh hằng. Đồng chí mất đi gia đình họ hàng, mất đi một người thân yêu nhất. Chi bộ Đảng mất đi một đồng chí rất được kiên trung. Hội cựu chiến binh, một người cao tuổi, mất đi một hội viên gương mẫu. Làng xóm mất đi một người bạn thân thương. 92 năm cuộc đời, 50 năm cống hiến và hy sinh cho sự nghiệp cao quý của Đảng. 94 mùa xuân, gian nan công ích, niềm vui cũng nhiều. Đã chọn nghĩa vẹn tình với gia đình, đồng chí, đồng đội chọn nghĩa vẹn tình với quê hương. Trong giờ phút đau thương này, chi bộ Đảng, lãnh đạo thôn, các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, gia đình nội ngoại, bạn bè gần xa, chúng tôi nguyện đoàn kết một lòng để xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, thỏa lòng mong ước của đồng chí trước lúc đi xa. Xin có lời chia buồn sâu sắc nhất đối với gia đình
và mong rằng gia đình hãy nén đau thương để vượt qua sự mất mát to lớn này. Xin vĩnh biệt đồng chí Đỗ Ngọc Trần, cầu mong hương hồn đồng chí được siêu thoát an giấc ngàn phúc. Để tỏ lòng thương tiếc đồng chí Đỗ Ngọc Trần, thay mặt ban tang lễ tôi xin đề nghị các đồng chí, các quý khách cùng toàn thể nhân dân có mặt tại đây dành một phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Tôi xin đọc lời cảm ơn. Kính thưa hai vị các cụ, kính thưa các ông các bà đại diện cho các ban ngành đoàn thể, kính thưa gia đình nội ngoại, thưa toàn thể nhân dân. Hôm nay sau một thời gian lâm bệnh nặng, mặc dù đã được gia đình tận tình cứu chữa chăm sóc, vì tuổi cao sức yếu, cha ông cụ chúng tôi đã từ trần về với tổ tiên. Trong lúc đau thương mất mát, gia đình được các cụ, các ông, các bà, gia đình nội ngoại cùng toàn thể nhân dân đến cống hiến chia buồn tiễn đưa cha ông cụ chúng tôi về nơi an nghỉ cuối cùng. Không biết nói gì hơn, tôi xin thay mặt cho gia đình chân thành cảm tạ. Sau khi tiễn đưa cha ông cụ chúng tôi xong, gia đình xin mời các cụ, các ông, các bà về tại gia đình ăn trầu uống nước chia buồn cùng gia đình. Trong lúc đang ra bối rối, có điều gì sơ xuất xin được một lần nữa xin được cảm ơn thế mà Đỗ Văn Sức. Kính thưa hương hồn đồng chí Đỗ Ngọc Trần, kính thưa các cụ, các ông, các bà, các quý khách xa gần của gia đình cùng toàn thể nhân dân, với hơn 90 mùa xuân, 50 năm tuổi đảng, sự nghiệp vẫn còn dài, nhưng sự sống thì phải tuân theo quy luật nghiệt ngã muôn đời. Đồng chí Đỗ Ngọc Trần không còn được cùng chúng ta phấn đấu xây dựng quê hương và gia đình nữa. Lần cuối xin được vĩnh biệt đồng chí Đỗ Ngọc Trần và gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình. Mong hương hồn đồng chí được siêu thoát, sống khôn, thác thiêng, phù hộ cho họ hàng nội ngoại, gia đình, con cháu, chi bộ và bà con thôn xóm. Giờ vĩnh biệt đã đến, thay mặt ban tổ chức tang lễ, tôi xin tuyên bố lễ an táng đồng chí Đỗ Ngọc Trần theo tập quán văn hóa của thôn được cử hành trọng thể. Bắt đầu. Thank you.
ngôn ngữ trần gian như túi rách, đựng sau đầy hai tiếng mẹ cha. Dưới tay con níu thời gian lặng lẽ bay vào hư vô. Lá ngô lay ở bờ sông dẫn vô, người không thấy về. Xin người hãy trở về quê, một lần cuối, một lần về cuối thôi. Ân cha như núi ngất trời, nghĩa mẹ như nước ở ngoài biển đông. Biển rộng mênh mông, cù lao hãy giữ đất ghi trọn đời. Mẹ cha vì thế đất trời, phần làm con phải suốt đời kính tuôn. Hiền kinh giảng quyển chỉ tồn, hiếu là hạnh Phật thế tôn dạy rằng. Khắp trong tất cả chúng sanh, bậc nào toàn hiếu đắc thành Phật tiên. Mẹ như nước ở ngoài biển đông, núi cao biển rộng mênh mông, cù lao hãy giữ đất ghi trọn đời. Mẹ cha vì thế đất trời, phần làm con phải suốt đời kính tuôn. Hiền kinh giảng quyển chỉ tồn, hiếu là hạnh Phật thế tôn dạy rằng. Khắp trong tất cả chúng sanh, bậc nào toàn hiếu đắc thành Phật tiên. Khắp trong tất cả chúng sanh, bậc nào toàn hiếu đắc thành Phật tiên. Công ơn cha mẹ lấy gì sánh được, trời cao biển rộng mênh mông như cá sông Hằng. Mẹ sanh cha dưỡng ân đồng, nghĩa nhân con giữ ký lòng không quên. Lang thang hồi đã về, kính dâng cha mẹ đóa hồng trong tim. Ra hiện đời gánh lo gia đình mẹ tôi đầu tiên thân mình. Vỉa hè ngày ngày in gót chân, làng da mưa nắng chai sần. Đời mẹ nặng gánh phong trần,
tầng tạo nuôi con. Những khi mưa về gió giông nào nề, mẹ tôi thêm nghèo thêm gầy, vẫn hoài một đời dài gánh mang, vẫn hoài khuya sớm dưa đàn. Tình mẹ như suối như sông trên ngàn, mát ngọt đời con. Ôi con nhớ thuở nào, đời khi cháu rào, nhiều khi ôm đau với mẹ chẳng sao, miệng con nò lòng nhớ lời mẹ ru. Rộng trời cao với dầu cầu giang đông đinh, cầu tre lắc lẻo, cầu tre lắc lẻo gặp gình khó đi, khó đi mẹ dắt con. Con đi trường học, mẹ đi trường đời. Nhưng khi mưa về gió giông nao nề, mẹ tôi thêm héo thêm gầy, vẫn hoài một đời dài gánh mang, vẫn hoài khuya sớm dưa đàn. Tình mẹ như suối như sông trên ngàn, mát ngọt đời con. Ôi con nhớ thuở nào, đời khi cháu rào, nhiều khi ôm đau với mẹ chẳng sao, miệng con nò lòng nhớ lời mẹ ru ơi à, ồ ơ thiết tha. Cô tre lắc lư mẹ đi, khó khăn cam chịu, cho con một đời mẹ ơi, biển rộng trời cao, ơn sâu nghĩa nặng con nguyện khắc tạc vào tim. Thank you.
xin kính mời toàn thể tăng quyến theo gia đình nghĩa vụ vào phòng tang lễ. Xin mời toàn thể tăng quyến đứng sang bên phải hướng về linh nghĩa vụ. Khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ, gánh nặng cuộc đời
không ai khổ bằng cha. Nước biển mênh mông không đông đầy tình mẹ. Mây trời lồng lồng không phủ kín công cha. Tần tạo sớm hôm mẹ nuôi con khôn lớn, mang tấm thân gầy cha che chở đời con. Ai con mẹ xin đừng làm mẹ khóc, đừng để buồn lên mắt mẹ nghe không. Ai con mẹ xin đừng làm mẹ buồn, đừng để buồn lên mắt mẹ nghe. Khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ. Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha. Nước biển mênh mông không đông đầy tình mẹ. Mây trời lồng lồng không phủ kín công cha. Tần tạo sớm hôm mẹ nuôi con khôn lớn, mang tấm thân gầy cha che chở đời con. Ai con mẹ xin đừng làm mẹ khóc, đừng để mắt mẹ nghe không. Ai con mẹ xin đừng làm mẹ buồn, đừng để buồn lên mắt mẹ nghe. Con mẹ xin đừng làm mẹ buồn, đừng để buồn lên mắt mẹ. Đứng lặng trước mồ cha hoa phù, không thể tin rằng đã mất cha. Họ hàng đó ngàn đóa hoa thương tiếc, gọi cha hoài sao cha vẫn đi đâu. Trời hỡi vì sao dông tố này, phải chăng say thẳng cũng đau lòng. Trước cảnh cha tôi lìa dương thế,
mây sầu và những giọt mưa trong. Rồi đây những đêm trường vắng lạnh, ai người ra mộ gọi cha ơi. Hồn có linh thiêng về chốn cũ, đừng ở nơi này cõi đơn côi. Đau đớn quá cha ơi, thôi vĩnh biệt, nỗi nhớ thương không nói thành lời. Nuốt lệ vào tim đành im lặng, mỗi đêm buồn con lại gọi cha ơi. Đời vất vả, sống hết lòng vì nhân nghĩa yêu thương. Vì các con cha thức trắng đêm trường, vì nội ngoại cha hy sinh tất cả. Cha ơi cha, sao cha đi vội vã, để lại lòng con đau nỗi đớn đau. Cha ơi, lòng con đau như xé, đâu ngỡ rằng về vạn dặm cách xa. Con những mong được phụng dưỡng tuổi già, bù cho cha những gian lao vất vả. Cha ơi, sao nỡ đi vội vã, hãy dừng chân và dời dắt con thêm. Dầu thương đau cao ngất chín tầng mây, con cách biệt đâu được nhìn thấy nữa. Cha ơi, cha đi là nhường hết, chẳng hưởng gì phúc lộc điền viên. Nhưng với con ơn đức chưa báo đền, con sẽ cố làm vui lòng cha mẹ. Cha ơi, con vụng chưa biết lễ, chút lòng thành thắp một nén hương. Hãy tin con khi đơn chiếc đêm trường, con nhớ cha chỉ khóc thầm lặng lẽ. Cha ơi, tuổi chúng con còn trẻ, sống tại thờ chưa hiểu hết nông sâu. Nếu khi xưa chót làm cha buồn rầu, ngàn lạy cha hãy rộng lòng lượng thứ. Cha ơi, cánh hạt vân du, thiên thu vĩnh biệt đất trời cách ngăn. Ước mong gặp cha một lần đoàn tụ quây quần yêu thương. Hương thơm đặt tại mộ người, nỗi niềm thương nhớ biết thời nào quên. Ân sâu nghĩa nặng báo đền, chúng con mãi mãi sẽ ghi tạc lòng. Nhớ hoài tuổi thơ bên cha,
gian khổ ngày đêm chăm lo, mong muốn con được lớn sao cho thơm. Những lời của cha năm xưa con nguyện ghi sâu trong tim. Cha ơi cha già dấu yêu, cha dấu yêu, công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Con còn nhớ mãi những năm tháng cơ hàm cực khổ cha đã nuôi con khôn lớn. Có những đêm đông lạnh cha sưởi ấm con trong vòng tay yêu thương, cha dạy con biết con đường. Giờ đây con đã lớn khôn, tình cha nghĩa mẹ suốt đời con không bao giờ quên. Và con nhớ mãi những ngày tháng qua, kỷ niệm năm nào khó khăn.